chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với video của em là Trúc Phương nha mọi người ơi. Thì các bạn thấy không, đây trước màn hình thì đây là một chấm cổ voi nha các bạn. Các bạn đừng nhầm tưởng đây là cây mía nha. Đây là cây cổ voi để em hôm nay em sẽ trồng để cho con bò nó ăn đó mọi người. Thì mọi người thấy em đã ủ được một thời gian thì nó bắt đầu nó lên những cái ngọn như thế này nè các bạn. Đó, nó sẽ lên những cái ngọn như thế này nè. Đó. Thì bây giờ em sẽ đem nó đi trồng xuống học. Đó. Cỏ voi này thì nó khá là nặng và nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn những loại cỏ tạp khác. Em sẽ dùng nó để cho bò ăn thì con bò nó rất là thích ăn luôn mọi người ạ. Đây là những cái phần thân già ở phía dưới đó mọi người. Thì chúng ta sẽ đem nó đem đi trồng lại. Bây giờ thì em sẽ tước nó ra. Thank you.